Hiện nay, thành phố Vinh nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung đang có xu hướng phát triển các khu đô thị, văn phòng và nhà ở. Do đó, nhu cầu về vật liệu xây dựng ngày càng tăng, các đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng xuất hiện trên thị trường cũng tăng theo. Tuy nhiên, giữa một thị trường vật liệu đa dạng, phong phú cả về giá cả, chất lượng và chủng loại như hiện nay, liệu bạn có đủ kinh nghiệm để có thể lựa chọn cho mình một đơn vị cung ứng có thể cung cấp đầy đủ mọi loại vật liệu xây dựng mà vẫn đảm bảo được các yếu tố về chất lượng, giá cả và chủng loại? Hiểu được nỗi lo lắng đó, công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Minh Tâm đã ra đời với mô hình siêu thị xây dựng theo công nghệ 4.0 là cầu nối giữa khách hàng và các đơn vị cung ứng, giúp cho khách hàng có cái nhìn bao quát về thị trường vật liệu xây dựng hiện nay, giúp khách hàng biết được những vật liệu nào mình đang cần và phù hợp với nhu cầu cũng như túi tiền của bản thân. Đồng thời, giúp khách hàng giảm bớt được thời gian trong việc đi lại, tìm hiểu, khảo sát thị trường trong quá trình chọn mua vật liệu để hoàn thiện căn nhà của mình. Mang trong mình sứ mệnh tìm kiếm những sản phẩm chất lượng, những nhà cung ứng vật liệu uy tín, tạo cầu nối giữa khách hàng và các nhà cung ứng, các đơn vị thi công. Thiên Minh Tâm sẽ sát cánh cùng quý vị trên con đường xây dựng lên những công trình mới, giúp hoàn thiện các công trình dù lớn hay nhỏ với chi phí hợp lý nhất. Dù bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, Thiên Minh Tâm sẽ luôn đồng hành cùng quý khách. Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Thiên Minh Tâm kết nối thương hiệu, nhận lấy niềm tin.